này mà tôi sẽ chạy được cái gì bên nào anh lên bên đó. Đây là vườn thanh long của cái giếng này bạn, cái giếng mà bơm chưa chạy mà nó đã lên nước rồi. Không ảnh hưởng gì hết, muốn làm gì thả. Chứ nói đi. Nói đi nó không có nghe tiếng mạch đều nắng đó bạn ơi. Bây giờ là lúc không thấy cái bóng luôn các bạn. Mình đứng nè các bạn, thấy không? Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Solo Bơm Hành. Hôm nay mình đang có mặt tại Phú Thiện Gia Lai. Ở đây ở xã nào quên ta? Ở xã cái gì đó? Ở đây xã gì quên hả? Xã tên gì cũng biết. Nói chú nhé. Lắp một cái hệ bơm nước năng lượng mặt trời. Ở đây giờ mình không biết cái xã nào luôn. Hoàng Anh. Kế bên Hoàng Anh Gia Lai luôn mà giáp ranh Hoàng Anh Gia Lai nhưng mà không biết cái đây là huyện Phú Thiện. Mình lắp một hệ bơm nước năng lượng mặt trời bơm hai ngựa nha các bạn. Để làm ruộng. Bơm hai ngựa với 6 tấm pin, 6 tấm pin 450. Chạy với cái bơm hai ngựa này nha các bạn. Ở gần hồ Azumba hả? Azumba. Hồ lớn nhất mấy tỉnh Tây Nguyên đấy. Đây. Đây là cái bơm hai ngựa. Mình sẽ khui cho các bạn xem nha. Cái giếng này các bạn. Giếng này nó tràn lên trên mặt luôn à. Ủa nhưng mà bơm mình chạy làm gì có nước nữa đúng không? Đúng rồi. Bơm nó mới có nước chạy lên. Giếng này bơm này anh bỏ sâu không? Trên 20 mét. 20 mét hả? Vì sao 20 mét cái bơm này mà nó không chạy được? Bơm không hợp được cái tâm pin kia. Hả? Vì sao cái máy cái bơm này mà vì sao không chạy được tâm pin kia? Bên nào anh? Lên bên đó. Bên nào? Được chứ. Muốn chạy bơm này vẫn được. Nhưng mà bơm này mấy ngựa vậy? Ba ngựa chạy tới mười mấy tấm pin lận. Bữa nào? Thêm nữa. Để có vun thêm tiếp nữa. Thêm sao tấm nữa. Đi bơm làm ruộng. Nổi cái mạch này tràn không là được khoảng một sào ruộng rồi. Đúng không? Rồi, úp lên đi. Đây là cái bơm hai ngựa nha các bạn. Bơm hai ngựa. Bơm hai ngựa. Lưu lượng nước độ cao đẩy tối đa của nó là 5 mét nha bạn, 50 mét nha. Đường nó ra là 2 inch ha. Điện áp nó chạy là 190 V. Điện áp sử dụng nó là 190 V, 17.5 mét khối trên giờ tối đa nha bạn. Bây giờ mình sẽ lắp bơm xuống giếng. Đây đang bỏ bơm xuống nha các bạn. Ống này ống 60. Đúng rồi. 60. Dài là bao nhiêu? 20 mét à? Sao? Thả xuống 20 mét hay là 15 mét đây? Anh á hả? Đây nè. Anh thích thả như anh thả. Rồi có thả 20 mét anh em coi nha. Bơm này anh thích thả bao nhiêu cũng được. Thả hết ống. Thả hết ống rồi. Anh áo đỏ là chủ nhân của cái giếng này các bạn. Cái giếng mà bơm chưa chạy mà nó đã đây, lên nước rồi nha các bạn. Đây, lên nước rồi nha. Coi nè. Đây. Đây, bơm chưa? Đây, đây. Chưa? Nước à? Ôi, nước về thôi chứ hả? Chỉ cần nắng thôi, chưa kịp on CB là đã lên rồi đấy. Đúng rồi, trời. Được chưa? Cho cái bơm này chạy điện áp là từ 60 đến 90 nên mình thử ra 6 tấm pin này mình chia làm hai chuỗi, một chuỗi là 3 tấm pin. Thì 3 tấm pin nối tiếp với nhau, 3 tấm pin kia nối tiếp với nhau thì cho điện áp hở của nó là khoảng tầm 140. Nếu đủ điện áp nó khoảng 140-145 thì đủ. Để coi cho bạn xem nhé. Nhà này lắp tạm nè. Tạm đây để thử thôi. Đây, điện áp hở của nó đây. 134, nghĩa là mây che nhiều quá. Rồi, giờ mình đấu xong rồi mình bắt đầu
on CB. Ở đây nó lên đây, đây có nguồn nha mà 125-129 nè. Đó, nó chạy rồi đó chứ. Chạy rồi đó. Cái vòi đầu kia có dơ lên không? Có kia, chỗ cái cây thôi. Chạy điện áp tuột xuống còn 140 nè. Ở đây kìa, nước ra đây kìa, nước ra đây kìa. Sao quá vậy? Không thấy rõ. Này là chưa có nắng. Đó, chưa nắng. Ra đó. Chưa ổn định. Tí nó mới tròn không? Vậy có thể là mình đâu nè. Kia đang chạy cam mà tại sao quá không thấy rõ. Tại vì còn mắc đám mây đây này. Mây đen nó còn đen này, nó phải nắng lên. Đây đây đây, nước đây. Các bạn nhìn thấy ống 60 nha. Mà hiện tại giờ không có thấy miếng nắng nào luôn á. Không có tí nắng mà vẫn lên nha. Ống 60 đấy. Mà luôn có lại lắp là. Lẽ ra nó chạy phải là điện áp phải 140 mà hiện tại giờ nó chạy mới cái điện 104 đó. Không, 104 đó. Nó còn thiếu mấy người đó tại vì chưa đủ nắng. Nếu đủ nắng nó chạy còn mạnh lắm. 400 hết. Ờ. Tạt vẽ khui đất này. Qua cái đám mây. Tối đa. Nó lăn thế vậy. Bố ta, nó lăn đi xong. Ra chúc mừng đi, ra chúc mừng. Đi ra gần cái bơm cho các bạn xem nhé. Đây là ống 60 các bạn. Lúc đó ống 60 mà lên đầy luôn, không miếng nắng luôn. Lên mạnh không? Không có nắng mà lên về. Ống 50 về, ống 50 phóng ra bằng này, 40 về phóng ra bằng này. Tại vì ống mình ống lớn quá. Bữa giờ chưa ráp bơm nào mà lắp ống 60 đâu, 50 thôi. Hôm nay ráp 60 luôn rồi ra vẫn mạnh nè. Mà không có nắng nè. Không có nắng mà nó lên đầy hết trơn ha. Chờ lát qua khỏi cái đám mây kia để coi như sao. Nó mây gì mà đen chỉnh như cái bơm quá. Cái thì mạnh hơn chứ, bơm hai ngựa, bơm kia có ngựa gửi rồi, cái này đắt mà ở này ngon hơn. Thảo nào lên mày. Tôi bảo là hạ xuống sau hơn một tí, không có bị gì hết, không ảnh hưởng gì hết, muốn hạ như thả. Trời, nước lên mạnh. Trên phía đó còn kiệt rồi. Wow, có nắng đâu mà. Ừ, có nắng đâu mà nước về đấy. Sao anh chủ nhà thấy ok không anh? Ok chứ, ok chứ. Ok á. Ồ, chưa có lại đi. Rồi. Ở các cô chú ở xem đó, thấy ok ủng hộ em Út đó. Mà kia đi. Đây. Mà tới Việt Nam A như kéo như chưa phải trăm mấy triệu đấy. Đúng. Không mà phải dặn cho mà cảm thấy. Tại vì anh phải mua demo, rồi mua máy nổ kéo. Vài ba chục triệu là lên rồi. Tôi đây này nè. Nước kia nè. Làm đi hết mà cũng không biết nổi. Chứ nói đi. Nói đi nói lại nhờ cái giếng này nước nhiều. Đúng rồi, giếng nước nhiều. Cái giếng này thứ nhất là nước nhiều. Ừ. Cái này rất là nhiều. Thứ hai nữa là khu đây nó nặng một tí. Đó nặng nhiều hơn khu khác. Nắng nhiều hơn hả? Nắng lên là bá phát rồi. Đây là ống 60 nha các bạn. Ống 60 mà nó lên tầm nay không có nắng, nó lên tầm nay thôi chứ không thể tưởng tượng được. Quá bất ngờ. Hả? Mà nước tĩnh hả? Nó tràn ở trên mà. Không phải nó tràn mà tại cái mạch tràn á thì nó lên trên nhưng mà hút bây giờ đâu có tràn đâu. Giờ hút hết tràn rồi. Không có nghe tiếng mạch, điều đó chứng tỏ là nước nó mạch cũng khá ngon. Các bà con ở đây cũng đang xem hay chuẩn bị làm đây. Ở đây là gần cái vườn thanh long của bà anh Gia Lai nha các bạn, giáp ranh với vườn thanh long của bà anh Gia Lai. Ở khu nào mình cũng không biết. Phú Thiện luôn. Phú Thiện mà thuộc cái gì anh? Thuộc xã gì? Tổ dân phố 10. Tổ dân phố 10. Xã gì?
trần luôn hả? Thị trấn luôn. Thị trấn hả? Thị trấn Phú Thiện luôn hả? Trời, thị trấn gì vô đây có hai mấy cây ghê vậy? À, đây là thuộc về cùi sao bà tó. À, bụ bụ tó hả? À, bụ tó. Bụ tó. Thuộc về sao bà tó. Đang lạ mà. Đang lá cho trời nắng rồi có nó lên như thế nào? À, để. Qua đám mây coi sao? Coi đây là được rồi. Không thấy nắng các bạn ơi. Bây giờ là lúc 2 giờ 35. Giờ hoài không thấy nắng. Không thấy cái bóng luôn các bạn. Mình đứng nè các bạn thấy không? Không thấy bóng rõ ràng nha. Bà con đứng ở đây cũng không thấy nắng luôn các bạn. Đó, mà nước nó ra như thế này. Thôi mình chờ hoài mà không thấy hôm nay không biết như sao mà mây quá trời, mây đen quá. Chờ hoài không thấy nắng thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Bạn nào lắp bơm nước năng lượng mặt trời có việc liên hệ với Hạnh qua số điện thoại Zalo mình để bên dưới góc phải màn hình nha. Mến chào tạm biệt các bạn.